Ở trong một video trước ở trên kênh của mình nói về 3 cách để thực hiện một bài nghiên cứu khoa học thì mình có nói đến một cái bước thứ hai trong đó, và cụ thể là 2.1, đó là bước tạo tổng quan nghiên cứu hay còn gọi là literature review. Đây là bước mà bạn sẽ thu thập rất nhiều dữ liệu, rất nhiều bài nghiên cứu, rất nhiều cái thông tin về đề tài của mình, và bạn thu thập lại, bạn nghiên cứu và bạn tạo ra bài viết của bạn. Trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ nói cụ thể hơn làm cách nào để bạn có thể tìm và sắp xếp cũng như là để quản trị cái tài nguyên mà mình đã tìm kiếm được. Thì do tại sao mình làm cái video này, bởi vì là khi mình còn học ở Việt Nam á thì mình có học để làm tổng quan nghiên cứu, và giảng viên có yêu cầu là sau cái học trình này bạn cần phải nộp một bài final paper, bài cuối kỳ nói về cái chủ đề này. Và thầy cô cứ nói là ồ đó, tài liệu học đấy, sách đấy, slide của giảng viên đó, và đi làm đi, đi tìm kiếm tài liệu và làm đi. Cái vấn đề là mình chưa bao giờ được dạy là cái cách làm như thế nào, cái how to, những cái bước cụ thể, cái step by step như thế nào, không ai nói cho mình cả. Thì mình không biết là hiện nay ở Việt Nam thì cái phần giảng về những cái cách làm và nghiên cứu cụ thể đã được cải tiến chưa. Nhưng mà khi mình học cách đây hơn 10 năm trước á, thì cái phần này chưa thực sự rõ ràng, và nó dẫn đến cái việc là mình còn nhớ là có những cái bài mà mình không biết tìm cái dữ liệu ở đâu, bởi vì là cái sách vở thầy cô ra hay là slide nó chỉ nói về cái đề tài của mình rất là ngắn thôi, mà mình cần phải có nhiều thông tin thì mình mới viết được một bài cụ thể, bài kỹ, bài sâu sắc được. Thế do vậy mình đã tìm kiếm trên mạng rất là nhiều và mình đọc rất nhiều Wikipedia, bởi vì mình thấy rằng là cái tiếng Anh ở đấy nó rất là dễ đọc. Mà sau đó thầy cô mới nói rằng là cái nguồn này không được chấp nhận vì nó không phải là cái nguồn chính thống. Sau đó nhiều khi mình cũng đọc ở trên Google, mình cũng va vào những cái bài blog hay những cái tin tức á, mình tưởng là đấy là thông tin chính thống, hóa ra là không phải. Khi mình đọc bài thì mình bị phê rất là kém á, và mình tự hỏi rằng là tại sao những cái thông tin này không được đưa ra cho mình từ trước, tức là thầy cô không đưa cho mình cái nguồn và cái cách để mình có thể tìm kiếm và đọc cái tài liệu, vì mình sẵn sàng để mình tìm kiếm, mình sẵn sàng đọc những tài liệu chính thống chứ. Mình không muốn mất thời gian mình đọc một cái sai, một cái không được chấp nhận. Và cho đến khi mình sang Mỹ, mình học thạc sĩ và tiến sĩ thì mình mới được đào tạo cụ thể và kỹ lưỡng về những cái bước cơ bản làm sao để mình tìm kiếm và mình quản trị, mình sắp xếp tài liệu. Nhưng mà mình nghĩ rằng là những cái kiến thức này nó thực sự rất là tốt ấy. Nếu mà các bạn học sinh hay là các bạn sinh viên còn ở bậc đại học hay thậm chí là phổ thông, các bạn được có những cái thông tin này từ đầu, thì cái quá trình các bạn làm bài nghiên cứu, quá trình bạn tìm kiếm, cái quá trình thậm chí là lọc lựa thông tin nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Nó không chỉ cho nghiên cứu mà có trong cuộc sống hàng ngày, mình không bị dính vào những cái tin giả, fake news ấy. Thì do vậy trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số cách cơ bản để các bạn thực hiện tìm kiếm, sắp xếp và quản trị tài liệu trong quá trình bạn làm literature review hay là tổng quan nghiên cứu. Xin chào tất cả mọi người, đây là Chi ở Thí Tương Lai. Mình vừa xem xong bản dựng đầu tiên của video và mình cảm thấy thời lượng quá là dài và những cái khối lượng kiến thức trong video rất là dày. Do vậy mình quyết định là chia cái video thành hai phần. Ở trong cái video này, cái video bạn đang xem thì sẽ nói về cách tìm tài liệu bằng sử dụng keywords, tức là từ khóa, và tìm tài liệu trên Google Scholar. Và trong video tiếp theo mình sẽ nói cụ thể hơn về quá trình sắp xếp và quản trị tài liệu sau khi bạn đã có thông tin cần thiết. Bước thứ nhất là xác định đề tài và xác định từ khóa để tìm kiếm. Khi bạn tìm kiếm trên Google hay là trên mạng xã hội, trên YouTube thì mình cần phải có từ khóa, đúng không? Tương tự thế nghiên cứu cũng vậy, mình cần phải có những cái từ khóa nhất định để mình tìm ra được cái kết quả phù hợp với mình. Thì trong cái video trước về 3 bước thực hành một bài nghiên cứu thì mình đã hướng dẫn cách để các bạn chọn đề tài nghiên cứu, làm sao để hẹp lại đề tài nghiên cứu và làm sao để ra được cái câu hỏi nghiên cứu hay còn gọi là research questions, thì mình sẽ không nhắc lại, nhưng mà mình rất là khuyên các bạn nên xem cái video đó thì mình sẽ nói cụ thể hơn về những cái khía cạnh này. Tuy nhiên khi bạn có câu hỏi nghiên cứu rồi thì mình sẽ dựa vào cái câu hỏi đó, từng cái từ khóa trong cái câu hỏi đấy để mình lấy ra, mình chiết xuất ra để mình cho vào cái thanh công cụ tìm kiếm của mình. Thì đấy là cách để mà bạn tìm ra được cái từ khóa của cái nội dung mà bạn muốn tìm hiểu của cái đề tài của mình. Cũng như cái lời khuyên của mình trong cái video trước, đó là khi mà các bạn làm đề tài nghiên cứu thì mình càng hẹp càng tốt. Mình luôn luôn phải trả lời là cái người mình muốn nghiên cứu là ai. Mình luôn luôn mình phải trả lời là what, who, how, why, đúng không? Cái đề tài mình nghiên cứu là gì? Tức là what. Cái đối tượng mình nghiên cứu là ai? Who. Họ đang có trải nghiệm như thế nào? How. Và làm sao để có thể cải thiện hơn cho họ? Tại sao họ lại đang có cái vấn đề này? Thì là cái why. Thì mình càng làm hẹp lại, giới hạn cái đối tượng nghiên cứu, giới hạn phạm vi nghiên cứu, giới hạn cái địa điểm nghiên cứu, thì cái đề tài nghiên cứu của mình nó sẽ càng sâu hơn và mình sẽ có cái từ khóa
chắc chắn cái từ khóa hẹp nhất để mình tìm ra được đúng cái kết quả nghiên cứu mà mình mong muốn. Còn nếu mà mình chọn đề tài quá là rộng, cái từ khóa của mình quá là lớn á, thì khi mà mình cho vào thành công cụ thì nó sẽ ra rất nhiều cái kết quả mình phải đọc lựa rất là khó. Tuy nhiên mà mặt khác, nếu mà mình chọn một cái đề tài nó quá là hẹp, hoặc là cái từ khóa của mình nó quá là cụ thể vào một cái địa điểm ở đấy hoặc cái địa danh ở đấy mà cái địa danh đấy nó chưa có nhiều nghiên cứu, chẳng hạn như ví dụ như bạn muốn nghiên cứu về một tỉnh thành ở Việt Nam thì chưa có nhiều nghiên cứu bằng tiếng Anh so với những cái nghiên cứu quốc tế chẳng hạn, thì đấy cũng không phải là cái điều gì nó xấu cả. Chính vì thiếu cái nguồn nghiên cứu về đề tài này thì bạn mới làm cái nghiên cứu của bạn để bổ sung cho nó, đúng không? Nhưng mà đôi khi nếu bạn gặp phải trường hợp mà bạn không tìm được nhiều kết quả trong cái đề tài hẹp của mình thì bạn lại phải mở rộng cái kết quả tìm kiếm, mở rộng cái từ khóa của mình để mình lấy được cái rộng và sau đó mình mới thu lại cái hẹp. Có rất nhiều cách để mình có thể thu hẹp, nới rộng, tùy chỉnh cái phạm vi nghiên cứu của mình. Thì tuy nhiên là mình phải bắt đầu với cái từ khóa trước. Có từ khóa thì mình mới có thể khởi hành cái hành trình đi tìm kiếm của mình. Luôn luôn bắt đầu với đề tài, câu hỏi và từ khóa. Bước thứ hai là tìm kiếm thông tin học thuật. Như mình đã chia sẻ ở cái video trước, các bạn có thể tìm ở rất nhiều nguồn. Một cái nguồn đầu tiên mình nên tìm đến đó chính là thư viện. Ví dụ như là có những cuốn sách nào mà mình có thể sử dụng cho cái nghiên cứu của mình này, hay là mình có thể hỏi cán bộ công nhân viên thư viện cũng như là thầy cô giáo của mình xem là thư viện nhà trường có cái nội dung nào đã có sẵn hay cái tài liệu nào dành cho cái đề tài của mình hay không. Thì đấy là cái nơi đầu tiên mình có thể tìm nếu mà nhà trường không có cái điều kiện chi trả cho các bạn những cái quyền để truy cập những cái bài báo quốc tế. Thế nhưng nếu mà bạn ở những ngôi trường mà có quyền truy cập bài báo quốc tế, hay là nếu mà bạn muốn tìm hiểu rộng hơn ở trên mạng internet á, thì mình rất là khuyên sử dụng một cái nguồn là Google Scholar. Thì để mà đến được Google Scholar thì bạn ở trên cái trang tìm kiếm thông thường của Google thì bạn gõ Google Scholar. Thì Google Scholar là một cái trang để tìm kiếm những bài báo học thuật. Scholar là học giả. Thì với cái việc search ở trên Google Scholar thì bạn sẽ không phải gặp phải những cái fake news, những cái tin giả, hay là những cái blog, hay những cái bài viết cá nhân, mà đây là những cái bài viết mà đã được kiểm chứng, đã được xuất bản trên những tờ tạp chí uy tín, hoặc là trên những cái nguồn mà đã được thông qua bởi hội đồng các học giả. Thì do vậy là mình có thể bắt đầu với việc là để ở trên thanh công cụ cái từ khóa của mình. Thì một trong cái tips để mà mình tìm được cái từ khóa của mình là mình có thể mở đóng ngoặc những cái từ khóa mà mình nghĩ rằng là nó luôn luôn đi kèm với nhau, chẳng hạn như là đối với chi là immigrant student chẳng hạn, tức là những học sinh nhập cư, thì đấy là đề tài nghiên cứu của mình. Thì nếu mà bạn muốn mà hẹp hơn nữa thì mình có thể ghi thêm Việt Nam chẳng hạn, tức là mình nói cụ thể, hay là Vietnamese chẳng hạn, là người Việt, thì mình có thể tìm kiếm. Thì bạn có thể thấy rằng là khi mà mình có cái từ khóa hẹp và được để trong ngoặc kép như vậy á, thì Google Scholar nó sẽ gọi ra những cái bài báo mà nó có cái cụm immigrant student như thế này và có cái chữ Vietnamese như mình đã gợi ý. Đấy là cái cách mà bạn có thể sử dụng cái từ khóa của mình và phần mở đóng ngoặc để mình hẹp hơn nữa khi bạn search ở trên Google Scholar. Mình không biết đề tài nghiên cứu của bạn như thế nào và từ khóa của bạn sẽ ra kết quả gì, nhưng mình có thể dựa vào đây để mình giới thiệu cho các bạn cái giao diện chung của Google Scholar để các bạn có thể tận dụng nó, sử dụng nó cho cái đề tài riêng của bạn. Thì ở bên lề bên trái của Google Scholar thì các bạn có thể thấy là một cái thanh giống như cái hình hamburger, tức là ba cái dấu nằm ngang như thế này. Thì đầu tiên mình nên click vào đó và mình để ở phần setting. Thì trong phần setting này bạn lưu ý là click vào phần library links. Ở phần library links này, đấy là những cái phần link đến cái thư viện của nhà trường. Chẳng hạn như là nhà trường của bạn mà có liên kết với những cái tạp chí nghiên cứu chẳng hạn, hay là có trả chi phí để cho tất cả học sinh, tất cả học viên có cái email hoặc có tài khoản nhà trường có thể đọc được những bài báo nghiên cứu. Bởi vì là có một số bài báo nghiên cứu thì mình phải trả phí mới đọc được, thì nhà trường đã trả hộ cho bạn phần này rồi dựa vào cái tiền học phí của bạn, thì bạn rất là nên để tên của nhà trường ở đây. Thì Google Scholar sẽ trực tiếp link tài khoản của bạn ở nhà trường vào cái hệ thống của Google Scholar, sẽ cho phép bạn download ngay lập tức, chứ bạn không cần phải tìm được thông tin rồi quay trở lại cái link thư viện của nhà trường hay là thế nào đấy để mà có thể đọc được những cái bài viết mà phải trả phí. Thì ở đây các bạn có thể thấy rằng là mình đã link cái thư viện của mình rồi, nhưng mà chẳng hạn mình sẽ ví dụ cho các bạn, chẳng hạn mình biết có một trường ở Việt Nam rất là chú trọng với cái việc là mua những cái bài báo khoa học, đấy là trường RMIT. Thì mình thử để cái RMIT ở đây và mình cấn search thì sẽ ra được cái thư viện của RMIT chẳng hạn. Thì mình sẽ click ở đây
nếu mà mình có cái tài khoản RMIT thì nó sẽ tự liên kết giữa Google Scholar và cái thư viện của trường và cho phép mình đọc được miễn phí. Thì đấy là cách mà bạn rất là nên liên kết thư viện, và đây cũng là điều mình cảm thấy rằng là ở Việt Nam ấy, nhà trường còn thiếu. Đấy là nhà trường không có đầu tư nhiều nguồn lực để cho sinh viên học sinh có thể đọc được những cái tài liệu cấp cao và những cái tài liệu phải trả phí. Thì đối với nhà trường hoàn toàn có thể deal với những cái tờ báo uy tín để học sinh vẫn có thể đọc được mà không phải trả phí, mà có thể truy cập được rất dễ dàng qua Google Scholar. Thì đó là một trong những điều mình cảm thấy là sinh viên quốc tế có đặc quyền hơn rất nhiều. Tuy nhiên bạn cũng đừng lo, nếu mà tên của trường của mình không hiện lên mục search thì mình cũng có thể chỉ cho bạn một số cách bạn vẫn có thể đọc được một số cái bài báo khoa học ở trên Google Scholar. Ok, vậy mình sẽ trở lại với cái màn hình trước đó của mình. Đấy là cái kết quả tìm kiếm. Ở bên tay trái thì Google Scholar họ có thời gian xuất bản. Tức là nếu mà mình không đưa ra một cái thời gian nào cố định thì nó sẽ chọn anytime, tức là xuất bản thời gian nào cũng được, từ Đông Tây Kim Cổ nó có thể hiện lên hết. Thế nhưng mà nếu mà bạn muốn chọn những cái bài báo mà mới hơn chẳng hạn là mình muốn chọn những bài báo từ năm 2010 chẳng hạn, thì mình sẽ chỉ chọn năm 2010 thôi, thì nó sẽ hiện lên cái kết quả là chỉ là những cái năm 2010. Như mình vừa nói rằng là các bạn đừng lo ngại nếu mà nhà trường của mình không có tên ở trong cái danh sách vừa rồi. Để phần library links thì các bạn luôn luôn có thể đọc được những cái bài báo mà nó miễn phí. Chẳng hạn như khi mà bạn xem ở đây thì cái bài báo thứ hai này ở bên lề phải nó ghi là pdf.upenn.edu. Thì khi mà mình thấy cái PDF này á, thì tức là bài báo này nó được mở cho cộng đồng và có file PDF, thì mình chỉ cần click vào đó. Thì như vậy bạn có thể thấy là đây là một cái bài báo mà đã được qua kiểm chứng, có nguồn trích dẫn đầy đủ và là một cái bài, ở đây là một bài dissertation, tức là bài luận án, thì mình có thể lấy được cái nguồn miễn phí qua đó. Mình muốn đưa ra một cái ví dụ nữa, chẳng hạn như cái bài báo về Becoming a Model Minority này thì mình cũng có nguồn. Thì nếu mà là bạn có nguồn từ thư viện như mình ấy, thì mình sẽ click vào Full Text at U of A Library, đấy là cái trường mình đang làm. Còn nếu bạn không có nguồn thì mình có thể click vào Springer để mình xem. Đó. Thì có một số bài báo như bài báo này thì nó được mở, tức là open access, các bạn có thể đọc mọi thứ mọi nơi, bạn có thể download ở đây và bạn có thể đọc ở ngay trên chính cái trang chủ của website này, thì mình đọc hết toàn bộ thông tin, không có cái gì mà mình bị thiệt thòi cả. Thế do vậy là nếu mà bạn không có điều kiện để mà mình liên kết với những cái thư viện thì mình vẫn có thể lên đây và chọn những cái bài báo mà nó mở cho cộng đồng. Và tình cờ mình thấy bài báo của mình ở đây. Ok, thì trong một số trường hợp, ví dụ như bài báo của mình ấy, thì mình sẽ coi là có được mở không. Ok, bài báo của mình cũng được mở cho cộng đồng ở trên cái view của mình, và bạn cũng có thể download được từ tài khoản của trường. Thì đấy là cái cách mà bạn có thể xem rằng là cái bài báo nào mà có được open access, có bài báo nào thì không. Và nếu mà cái bài báo mà bạn thực sự rất muốn đọc ấy, nhưng mà nó lại không có open access, thì mình luôn luôn có thể lên đây để mình đọc cái abstract, tức là cái tóm tắt. Mình ví dụ ở đây là một cuốn sách chẳng hạn, thì khi mình download thì mình sẽ phải trả 33.75 đô la. Thế nhưng mà ở đây họ đã có cái tóm tắt abstract, họ có một số cái preview ở từng cái chương một chẳng hạn như thế, thì mình có thể xem cái thông tin ở đây. Thì nhiều khi có rất nhiều thông tin cũng rất thú vị, và có nhiều thông tin mình vẫn có thể trích dẫn được, bởi vì là ví dụ như trong phần tóm tắt mà họ nói ra cái kết quả nghiên cứu của họ rất là rõ ràng trong đấy, thì mình có thể trích dẫn chứ mình không cần thiết phải đọc cả. Nếu mình đọc được cả một cái bài nghiên cứu thì không có gì tuyệt vời hơn. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà mình cảm thấy là đây đúng là cái đề tài của mình mà mình không có cách nào để mình lấy được, và mình cũng không có điều kiện để trả cái chi phí để mình lấy được, trường mình không cho mình cái liên kết để mình có thể lấy được cái thông tin này, thì mình hoàn toàn có thể tập trung vào đọc cái phần tóm tắt, phần abstract và lọc lựa lấy cái thông tin quan trọng ở trong bài viết này. Ok, quay trở lại với cái trang của Google Scholar thì mình muốn giới thiệu thêm cho bạn một số cái thông tin nữa. Chẳng hạn lấy ví dụ là cái bài báo này của mình. Bài báo này của mình thì về đề tài học sinh nhập cư người Việt ở Mỹ, thì bạn có thể thấy rằng là cái giao diện của nó là nó sẽ có cái tiêu đề bài viết, sẽ có tên tác giả, nó sẽ có cái phần tên của cái tờ tạp chí nghiên cứu khoa học mà mình đăng, đấy là Race, Ethnicity and Education, và có cái năm mà mình đăng là năm 2018, và có cái tên nhà xuất bản ở đây, Taylor & Francis. Thì cái phần dưới là một cái số cái preview về cái nội dung mà viết, thì cũng giống như là cái phần abstract mà mình vừa chia sẻ với các bạn vừa rồi. Thì mình muốn các bạn chú ý một số cái lựa chọn ở phía dưới. Cái lựa chọn đầu tiên là cái ấn sao là save. Thì ví dụ như là bạn có thể save cái bài báo này để đọc sau chẳng hạn, thì nó sẽ lưu ở trên trang Google Scholar của bạn. Cái thứ hai là cite.
Sai có nghĩa là trích dẫn. Trích dẫn thì nếu bạn muốn sử dụng cái bài viết của mình chẳng hạn vào trong cái phần nghiên cứu của bạn thì bạn sẽ phải trích dẫn như thế nào. Thế đây người ta có gợi ý một số cái phong cách, cái style trích dẫn, ví dụ như MLA này, APA, Chicago, Harvard, Vancouver. Thì ở trên cái lĩnh vực giáo dục và khoa học ấy, thì bên Mỹ thì mình sử dụng APA là nhiều nhất. Mình sẽ có một cái video riêng nói về cách làm sao để có thể trích dẫn sử dụng APA. Nhưng mà như các bạn có thể thấy rằng là mình có thể lên đây và copy paste cái trích dẫn người ta đã làm sẵn cho mình, tức là Google Scholar đã tự tạo ra cho mình rồi. Mình chỉ cần copy paste vào trong cái phần trích dẫn của mình ở trong bài của mình thôi. Tất nhiên là đây là công nghệ ảo chứ không phải là người. Vậy là đôi khi cái phần trích dẫn này có đúng có sai, nhưng mà ở đây may mắn thì người ta có trích bài của mình đúng. Thì bạn có thể chỉ cần copy paste và dán ở trên cái bài viết của mình. Ở dưới này thì các bạn có thể thấy rằng là Google Scholar cũng có thể liên kết tới một số cái phần mềm như là BibTeX, EndNote, RefMan, RefWorks là những cái phần mềm mà mình sử dụng để mình trích dẫn tự động. Cái phần này mình sẽ giới thiệu sau một cái video khác. Nhưng bạn chỉ cần biết rằng là sẽ có những cái phần mềm mà có thể hỗ trợ cho bạn trong cái vấn đề trích dẫn này. Ok, trở lại với cái Google Scholar của mình thì bên cạnh cái site thì mình có Cite by 10, tức là có 10 bài báo hoặc là 10 cái nghiên cứu đã trích dẫn bài của mình. Tại sao cái phần này là quan trọng? Bởi vì là chẳng hạn như bạn đang tìm hiểu về cái đề tài nào đấy, chẳng hạn như bạn đang tìm hiểu về cái đề tài về nhập cư như mình chẳng hạn, thì các bạn có thể thấy là ok, ấn vào đây mình thấy là đây là những cái nghiên cứu đã từng trích cái này rồi, thì mình sẽ xem là ở trong cái trường hợp này người ta trích như thế nào, người ta nói về cái nghiên cứu đó như thế nào, người ta tạo ra cái liên kết từ cái nghiên cứu này đến cái bài viết của người ta như thế nào, thì mình có thể học hỏi, mình có thể học tập được rất là nhiều. Quay trở lại một lần nữa với cái màn hình ban đầu của mình thì mình thấy bên cạnh cái cite by thì mình có thể thấy rằng là có cái related article này. Thì đây chính là cái gợi ý của Google Scholar dựa trên kết quả tìm kiếm của bạn để cho bạn thấy rằng là nếu bạn quan tâm đến cái bài viết này của Chi thì có rất nhiều cái nghiên cứu mà nó cũng tương đương với cái chủ đề này. Ví dụ như là Chi nói về nhập cư ở Việt Nam đến Mỹ chẳng hạn, thì đây có nhập cư ở Philippines đến Mỹ này, hay là nhập cư từ những cái nước khác, hay những cái vấn đề mà những người nhập cư ở Mỹ đang gặp phải hay những nước khác đang gặp phải chẳng hạn, thì bạn có thể mở rộng cái phạm vi nghiên cứu của mình từ đó. Nói tóm lại thì nguồn rất là nhiều, thế nhưng mà mình cảm thấy cá nhân mình ấy, thì cái Google Scholar nó tạo được cái cảm giác là nó bao quát được tất cả các nguồn và nó thu thập lại là cái kết quả mà tốt nhất, tối ưu nhất, và nó còn thậm chí là dựa vào cái kết quả nghiên cứu của mình để nó gợi ý thêm cho mình. Tức là mình không cần phải tìm kiếm đâu xa, mình chỉ cần dựa vào Google Scholar và dựa vào những cái gợi ý bởi AI có thể đưa cho mình kết quả phù hợp. Mình thấy rất là thích cái nguồn này. Mình hy vọng các bạn cảm thấy video này hữu ích. Và trong video tiếp theo, mình sẽ giới thiệu cho các bạn bước thứ 3 với những tài liệu mình đã tìm kiếm được và download được vào máy tính của mình, làm sao mình có thể sắp xếp nó một cách logic, khoa học nhất để có thể phân tích và sử dụng một cách thông minh nhất, hiệu quả nhất sau này. Vậy mình sẽ hẹn bạn trong video tiếp theo khi mình nói thêm về những ứng dụng, cái công nghệ giúp cho mình làm được điều này. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye!